Xin chào mọi người, hôm nay là buổi bán giày cuối cùng. Nếu hôm nay là ship dừng thì mình cũng nghỉ Tết theo đó. Rất muốn là bán đến tận 30 Tết cho mọi người, thậm chí xuyên Tết luôn. Thế nhưng mà điều kiện lại không cho phép mọi người ạ. Thì hôm nay vẫn là chương trình giảm giá giày cuối năm thôi. Bây giờ mình bắt đầu luôn nhé. Đôi này có mã là 397 và có giá là, để chọn người đôi này, 200.000 luôn. Đấy, 200.000 size 42,5 nhé mọi người, 397. Thì nó sẽ hơi cũ ấy mọi người. Nó sẽ hơi cũ nhé mọi người, 200.000 397. Đấy, mở bát một đôi. 397, 200.000. Size 42,5 nhé mọi người. Đấy, so với mức giá này quá hời rồi. 397. Đôi tiếp theo thì có giá là 350. Đôi này thì có mã là 411. Đây, cái đôi này thì nó bị rách ở đây này. Đấy, nó bị rách ở đấy nhá. Đấy, nhưng mà không làm sao cả, vẫn đi ngon. Có giá chỉ 350. 350, 411. 350, 411. Đôi vừa rồi 411 và có giá là 350 nhé mọi người. 411 giá là 350. Đôi tiếp theo cũng có giá là 350. Đây, một đôi tên lửa. Đấy, tên lửa này màu xanh, có mã là 301. 301 này 350 nhé mọi người. 301, 350. 301, 350. Đấy, nó chỉ có điểm trừ ở phần đế thôi. Ví dụ cái đế này nó bị nhăn này, với cả nó bị xước này. Tổng thể vẫn ok. So với mức giá thì quá ok rồi. Đấy, chỉ với 350 thì mọi người đã có một đôi giày cũ chính hãng. À, quên chưa đọc sai. Size của nó là size 44,5 nhé mọi người. 44,5. Mã là 301 và có giá là 350. Đôi tiếp theo có mã là 369. 369 size 42,5 và có giá là 350 mọi người ạ. 350, mã 369 size 42,5. 369. Đôi tiếp theo là đôi có mã là 387, 387 size 41 và cũng có giá chỉ 350 thôi. Đấy, 350 đôi này nhé mọi người. Mã 387. 387, 300. Đôi tiếp theo thì có mã là 235. Mã 235. 235 size 42,5 và có giá là 400.000. Đấy, 42,5, mã 235 và có giá là 400.000 nhé mọi người. 235. 400.000. Size 42,5. Đôi tiếp theo có mã là 53. Mã 53 và có giá là 250. Đôi này thì nó phần đế nó hơi cũ này, nó bị chóc sơn đấy mọi người. Đấy, chứ phần trên thì ok. Đây này, phần đế nó bị chóc sơn này. Đấy, size 40,5 nhé mọi người. Size 40,5, mã 53 và có giá là 250. Phần đế nó bị chóc sơn mọi người ạ, chứ còn đi thì vẫn ngon. 53 này, 250.000. Đôi tiếp theo đây. Đây, đôi này cũng đẹp này. Đây, đôi tiếp theo có mã là 383. 383 size 42 và có giá là 400.000. Đấy, nó bị ố thôi. Phần trên nó bị ố thôi, còn lại thì đẹp. Đấy, 383. 383.
400.000. Size 42 nhé mọi người. Đôi tiếp theo đây. Đôi tiếp theo có mã là 408. Mã 408 size 45 và có giá là 400.000. Tổng thể ok này. Đấy. Mã 408. Mã 408 size 45 và có giá là 400.000. Đôi tiếp theo đây. Đôi tiếp theo thì có giá là 400.000, mã 272 size 42 mọi người ạ. Mã 272 giá là 400.000, size 42. Cái phần đế này thì trông nó hơi hồng một chút nhé mọi người. Đấy, nhìn trên video mọi người thấy nó hơi hồng hồng không? Đấy nha. Nó chỉ có điểm trừ thế thôi, còn lại thì đẹp. Đây, đôi này cũng có một tình trạng rất tốt này. Đấy, 272 và có giá là 400.000, size 42. 272. 272 400.000. Đôi tiếp theo đây. Đôi tiếp theo có mã là 247 và có giá là 300.000. Size của nó là size 44 mọi người ạ. 247 và có giá là 300.000. Đôi này thì trông nó hơi cũ một chút nhưng mà nó không có lỗi nghiêm trọng đâu. Đấy, size 44. 247 giá 300.000, size 44. 247 300.000. Size 44 nhé mọi người. Đôi tiếp theo đây. Đôi tiếp theo thì có mã là 188 và có giá là 400.000. Đôi này thì giá lại keo ở phần mũi rồi. Size của nó là size 43 mọi người ạ. Đây, tổng thể còn lại thì đẹp. Đấy, giá chỉ có 400.000 thôi. 188 size 43 và có giá là 400.000. 188 400.000 này. Đôi tiếp theo. Đôi tiếp theo cũng là một đôi mình trông ok này. Đôi này thì có mã là 382. 382 size 43 và có giá là 400.000. Khi mà mua một đôi này thì mọi người sẽ được tặng kèm tẩy ố nhé mọi người. Đây, đôi này cũng có tình trạng tốt này. 382 400.000 size 43. Đây. Đấy, một đôi đế bằng size 43 nhé mọi người. Đôi tiếp theo đây. Đôi này thì hơi cũ này. Đôi này thì có mã là 48, size của nó là size 43 và có giá là 200.000. Cái phần bên ngoài thì của nó thì nó kiểu nó bị bụi bẩn đấy. Chứ còn cũng không có lỗi gì nghiêm trọng cả. Đấy, mã 48, size 43 và có giá chỉ 200.000. 48 200.000. 48 200.000 nhé mọi người. Đôi tiếp theo đây. Đôi tiếp theo thì có mã là 376. Cái đôi này thì trông nó hơi cũ một chút. Đôi này thì size 40,5, mã 376 và có giá là 300.000. 376 300.000. Đó, này, 376 300.000, size 40,5. Đôi tiếp theo này. Đôi tiếp theo có mã là 180, 180 size 43 và có giá là 400.000. 180 này, tình trạng ẩm tốt nhé mọi người. Cái đôi này 180 400.000. Đấy, đây. Khi mà mọi người nhắn cho mình qua Zalo thì mình sẽ lại gửi ảnh lại cho mọi người một lần nữa. Đấy. Đấy, mọi người xem cái đế này. Úi giời. Và có giá chỉ 400.000 thôi. Đôi tiếp theo mới là một đôi đẹp này. Đây, đôi tiếp theo đây. Đôi tiếp theo này size 42,5 và có giá là 400.000. Đây, chỉ có một số lỗi nhỏ thôi. Đôi này rất đẹp. Đấy, mã 396.
396 size 42,5 và có giá là 400.000 nhé mọi người. 396 này. 400.000. Đấy, chỉ có giá là 400.000 thôi, mã 396 size 42,5. Đấy. Sắp hết rồi. Đôi tiếp theo này. Đôi tiếp theo thì có mã là 292. Mã 292 và có giá là 400.000 nhé mọi người. Size của nó là size 42. Đấy. Mã 292 400.000 size 42. 292 size 42 400.000. Đôi tiếp theo đây. Đôi tiếp theo thì có mã là 250. 250. 250 size 42 và có giá cũng chỉ 400.000. Cái đôi này thì có điểm trừ ở phần mũi thôi. Đấy, phần mũi nó bị sức tí này. Đây, đôi này thích hợp cho người mang đi tập thể dục cũng được này. Đấy, 250 size 42 400.000. 250 400.000. Đôi tiếp theo đây. Đôi tiếp theo thì có mã là 66. Mã 66 cũng có giá là 400.000. Size 43. Đây, đôi này là đôi giày chạy. Đấy, thích hợp cho người mang đi tập thể dục. Mã 66 size 43. Giá là 400.000 nhé mọi người. Mã 66 400.000. Đôi này đi cũng thích này. Đây, đôi tiếp theo đây. Đôi tiếp theo thì có mã là 347. Mã 347 size 422/3 và có giá cũng chỉ 400.000 thôi. Đấy, mã 347 400.000 nhé mọi người, size 422/3. 347. Size 422/3. Đấy. Đôi tiếp theo là đôi rất đẹp đây. Đôi này mã 204 size 40 và có giá 400.000. Đấy, 600.000 là giá gốc của đôi này. Đấy, tình trạng rất ok. Màu cũng rất đẹp. 204 400.000. Đôi tiếp theo đây. Đôi tiếp theo có mã là 350. 350 size 42 và có giá cũng chỉ 400.000 thôi. Đấy, mã 350 này, một đôi Alpha Bow. Mã 350 400.000 size 42. Đây, đôi tiếp theo cũng là một đôi xịn này. Đấy, đôi này mình không muốn bán giá 400.000 đâu. Đây, đôi này là có mã là 194. 194 size 42 và có giá là 400.000. Đó. 194 size 42 và có giá là 400.000. Đấy, chỉ trong cái dịp này thôi. Chứ còn về sau thì giá nó lại về như cũ mọi người ạ. Chứ bán thế này thì lỗ chết. Đây, đôi tiếp theo cũng có giá là 400.000, mã 328 size 42 nhé mọi người, mã 328 size 42. Đấy, mã 328 size 42. 400.000. 328 size 42 và có giá là 400.000. Đôi tiếp theo đây. Đôi tiếp theo thì có
Mã là 227, giá cũng 400.000, size 44. Đôi này thì cái phần da ở trên thì trông nó hơi ốm một chút nhé mọi người. Đấy, mã 227, 400.000, size 44. Nhưng mà tình trạng thì lại tốt. Đấy, thế mới buồn cười. Chả hiểu sao da lại ốm. 227, 400.000, size 44. 227. Đôi tiếp theo đây. Đôi tiếp theo có mã là 277, có giá là 400.000. Size của nó là size 40. Đây nó bị một số lỗi nhỏ thôi, ví dụ như chỗ này nó bị xước này. Đấy, nó bị xước ở phần đế này. Chỗ kia thì nó kiểu cái phần vải phía trên của nó thì đây này. Đấy, mọi người thấy không? Đấy. Chỉ có một số lỗi nhỏ thôi, size 40. 400.000, mã 277. 277. 400.000. Đôi tiếp theo đây. Đôi tiếp theo có mã là 343 và cũng có giá là 400.000. Size của nó là size 40,5 nhé mọi người. Đấy, 400.000 size 40,5, mã là 343. 343, 400.000. Đôi tiếp theo là một đôi có mã là 266. Mã 266 size 42 này. Mã 266 size 42 và cũng có giá chỉ 400.000 thôi. Nó bị một số lỗi nhỏ. Đấy, chỉ bị một số lỗi nhỏ thôi. 266 size 42 có giá là 400.000, 266 400.000. Đôi tiếp theo đây. Đây. Đôi tiếp theo này cũng có giá là 400.000. À, mã là 403, 400.000, size 43. Đôi này khéo mình để đi Tết cho nó hợp lý. Đấy. Bởi vì nó bị rách ở đây này, đấy thì chắc chỉ có mình mới đi. À, không phải rách mà nó kiểu gì ấy. Đây. Đi hình tí, 400.000 nhé mọi người. Cái này mã 403, 400.000, size 43. 403. Chắc chỉ mình mới đi mấy cái con kiểu này thôi. Đấy, mình cứ chọn cái đôi nào cũ cũ thì mình đi. Đôi tiếp theo đây. Đôi tiếp theo thì có mã là 130, giá 400.000, size 43. Alpha Bow. Đấy, mặt đế đây, mặt đế thì hơi mòn. 130 nhé mọi người. 130, 400.000. Cũng chỉ có một số lỗi nhỏ thôi. Đấy. Hôm nay toàn đôi xịn mà giá rẻ. Đôi tiếp theo đây. Đôi tiếp theo này trông nó hơi cũ này. Đấy. Đôi này có mã là 245 và có giá là 300.000. Size 42. Đấy. À, 245, 300.000. Đôi tiếp theo này, đôi tiếp theo có mã là 202. Size 42 và có giá là 400.000 nhé mọi người. Đấy, 202, 400.000. Đó. Size 42, mã 202, 400.000. Cái này thì thích hợp cho trẻ đi. Chứ sợ các anh các chú thì lại không đi được cái đôi này. Đây, đôi tiếp theo đây.
Rồi tiếp theo có mã là 207. 207 size 41 và cũng có giá là 400.000. 207 này. 400.000. Size 41, đây đôi này cũng đẹp này. Đó, màu xám rất dễ đi. Thích hợp cho các anh các chú mang đi chạy bộ. Đôi tiếp theo đây. Đôi tiếp theo cũng có giá là 400.000. Mã 246 này. 400.000 mã 246. Size 43 mọi người ạ. 43. 246. 400.000. 246 400.000. Đấy, mình chỉ giảm trong cái đợt cuối năm này thôi. Sau đó thì lại về giá cũ mà. Đôi tiếp theo đây. Đôi tiếp theo có mã là 205. 205 size 422/3 nhé mọi người. 205 422/3. Và cũng có giá là 400.000. 2 đôi cuối cùng đây. Đây, đôi này thì có giá là 400.000 này, mã 378. À thôi, đôi này để cho mọi người 350. 378 size 42/3, nó bị rách ở đây này. Đấy. Không ảnh hưởng gì nhé mọi người, vẫn đi ngon. Chỉ ảnh hưởng mặt thẩm mỹ thôi. 378 350 size 42/3. Đôi cuối cùng ngày hôm nay đây là một đôi Puma có đế bút. Cái đế bút của Puma mình thấy nó cứng hơn của Ultra Boost. Đôi này thì có mã là 221 400.000 size 40/5 nhé mọi người. 221 400.000. 221 400.000. Như vậy là mình vừa lên hết giày cho mọi người xem rồi. Nếu mọi người mà ưng đôi nào thì mọi người cứ bảo mình để mai mình ship cho mọi người. Mai là ngày cuối cùng rồi. Và mình còn áo phông nhé mọi người. Áo phông thì mình giảm giá còn 100.000 một chiếc. Đấy, à, cố lắm rồi, 100.000 một chiếc. Trước đã giảm xuống 120, nay giảm xuống còn 100.000 thôi. Rất mong được mọi người ủng hộ.